Hello, xin chào mọi người ha. Ở clip hôm nay em chia sẻ tới anh chị một số mẫu carbon trang báo giá tới cô chú anh chị gần xa của mình luôn ha. Thì hiện tại ở đây em còn mấy mẫu nữa nè, em thanh lý cho anh chị mình nha. Còn ở đây là cây trang này, là cây đầu tiên đi, là cây trang ngũ sắc nha anh chị. Đây là cây trang ghép ngũ sắc nha. Đây, một màu nè. Màu này là màu, cái này chắc tím sen anh chị ơi. Sẩm sẩm rồi nè. Này chắc tím sen. Bên đây thì nó chưa lên màu, em không biết. Ở bên đây là đỏ lá quắn nè anh chị. Đây, đỏ lá quắn đang lên màu nè. Ở đây là đọt màu vàng, vậy là vàng nghệ. Bên đây thì em không biết anh chị. Nói chung là cây này em bao cho anh chị mình là đủ 5 màu ha. Đó, cây thì nó là một cái thân giống vậy nè. Đó, ghép trong cây hồng phấn lá nhỏ nha anh chị. Thì cái hồng phấn lá nhỏ là một màu nữa rồi. Hồi nãy giờ em tính sơ sơ thôi. Thì cũng đủ 5 màu rồi đó anh chị. Hiện tại thì ở đây em quay cho anh chị mình xem mấy cái mối ghép của nó nè. Đây là cái mối ghép của nó nè nha anh chị. Nó muốn lành là hết trơn ha. Nè, ở bên đây cũng vậy nữa nè. Cái dòng lá nhỏ này mình ghép với nhau nó mau lành lắm anh chị. Tại vì cái nhánh nó nhỏ nó liền lại nhanh lắm nè. Đó, anh chị thấy nè. Nó liền lại, nó bung cái đường keo của người ta quắn lại hết trơn ha. Đó, anh chị thấy nó liền lại luôn nè anh chị. Hầu như là nó liền lại gần hết rồi ha. Thì giá của một cây trang ghép ngũ sắc như thế này nè. Giá của một cây trang ghép ngũ sắc như thế này em báo giá là 300 nghìn nha anh chị. Thì em sẽ bao ship cho anh chị mình luôn. Đó, khi em gửi thì em sẽ cố định lại cho nó cứng, đảm bảo cho anh chị mình nó không bị vuột mấy cái bo này ha. Em kẹp dây nhôm, kẹp che chút đồ em nẹp vô thì cho nó cứng lại, để trong quá trình vận chuyển á, thì gửi tới tay anh chị mình thì cái cây ghép nó rất là cực để nó dính đủ màu như thế này, thì tới tay anh chị mình là nó còn nguyên vẹn, nó không có bị chóc bo nào hết trơn. Thì giá là 300 ngàn em sẽ bao ship tặng nhà cho anh chị mình luôn. Em bao cho anh chị mình đủ 5 màu trở lên ha. Ở đây thì hiện tại nó có rất là nhiều màu, ở trên này nó có màu trắng nữa nha anh chị, em chưa đếm hết ha. Màu trắng nè, màu cam thái nè, màu vàng nghệ nè, màu vàng quắn nè, màu đỏ quắn nè, màu tím sen nè, rồi thêm một cái màu hồng phấn lá nhỏ của nó nữa nha anh chị. Đó. Hiện tại thì nó chưa có lên đầy đủ anh chị ơi, nó đang lên nụ lai gai nè. Đó. Bao cho anh chị đủ hết trơn nha. Giá là 300 ngàn, bao ship cho anh chị mình luôn ha. Rồi tiếp theo những cái mẫu kế bên nữa, ở đây hiện tại em còn hai cây giấy nha anh chị. Anh chị nào muốn mua mình tham khảo thử ha. Ở đây một cây nè. Đó, giấy này là giấy cái gốc giấy thường của mình nha anh chị. Gốc giấy thường của mình ha. Đó, gốc giấy thường của mình ghép vô hai ba màu. Đây, màu cam nè. Ê, em xin lỗi, màu vàng. Màu này màu đỏ cam, màu hồng, màu trắng. Cây này được 4 màu nha anh chị. Đó, cây này thì cây số 5 anh chị ơi, cây này cây số 5. Nó nhánh nó ra bông mà nó quằn xuống rồi. Nhánh này chắc nữa nó bị gãy anh chị ơi. Tại vì nó nhỏ quá mà nó nuôi cái bông bự quá nè. Nụ thì lên rất là nhiều. Cái giấy này thì nói chung anh chị mình chơi lại thì lại nó ra bông được sao á, tại vì cái giấy á gửi đi á nó rụng bông dữ lắm luôn anh chị. Bông nó rất là dễ rụng. Mà cái giấy á thì cái đọt nó đang ra bông thì nó ra tới đâu thì cái bông tới đó anh chị ơi. Đọt tới đâu bông tới đó anh chị yên tâm ha. Nè, anh chị thấy không? Nó đang lên đọt cũng lên bông nữa nè. Nó ra liên tục trên mình anh chị mình chơi. Và thêm ở bên đây một cây nữa nè. Thì em báo giá luôn, giá là 220.000 thôi nha anh chị. 220.000 bao ship cho anh chị mình luôn nha. Có 220.000 nha anh chị. Ở bên đây một cây nữa ha. Cây này em coi cây này cây số mấy. Để nó trùng với mấy cái mẫu trước á anh chị. Em để một số một. Đây cây này cây số 3 ha. Cây này cây số 3. Còn cái mối ghép của nó ở dưới nè, em quay cho anh chị mình xem luôn nè. Đó. Đây là mấy cái có mối ghép của nó nè nha anh chị. Một mối nè, hai mối nè. Ba mối, bốn mối nè. Bốn mối thì chắc cây này bốn màu rồi nha anh chị. Ở đây một màu nè, màu trắng nè. Màu này màu cam, màu đỏ anh chị, bên đây màu vàng. Rồi thì cây này hiện tại thì chắc nó cũng được bốn màu luôn nha. Nếu như anh chị thấy nè, màu vàng nè, màu đỏ nè, màu cam, màu trắng nè, cũng như cây tương tự như cây bên này ha, thì nó cũng là bốn màu luôn. Thì giá cũng là 220.000 bao ship cho anh chị mình luôn ha. Giá 220.000 thôi nha anh chị. Về mình nuôi từ từ mình chơi mấy cái cây mini này, mình chơi mini. Qua một cái dòng nữa thì em quay cho anh chị của mình xem nè. Cái dòng này hổm gài thì em cũng quay rất là nhiều nè. Đây để em để qua đây đi anh chị, tại vì cái chậu em vô trong cái chậu á nó không có được bằng nên là để nó nghiêng anh chị. Cái cây hồi lúc em mướn lên nó cục đất nó bị nghiêng á, cho nên là bây giờ cái cây mà để không có cái chậu mà để không bằng cái nó lật phải có cái gì dựa lại. Thì ở đây là cây trang cam Đài Loan nha anh chị. Em quay mẫu cho anh chị mình có hai cây ha. Hiện tại thì có mình em, thì em tính lên từng mẫu, nhưng mà có mình em thì em nghĩ là quay rất là khó anh chị. Em quay rồi em chạy lên chạy xuống anh chị nhìn rất là chóng mặt ha. Thì em lựa hai cây em quay ra cho anh chị mình xem. Hai cây này nó đang nở và một cây đang búp. Thì mấy cây em gửi cho anh chị thì em gửi những cái cây búp giống vậy nè, để tới anh chị mình á là nó không có bị rụng, nó có nở là ra một vài bông giống vậy rồi ha. Còn cái cây này nó đang nở rất là nhiều nè, anh chị nào muốn cây nở giống vậy thì em gửi luôn ha. Cây này hiện tại thì tầm khoảng cỡ 5 ngày sau thôi. 5 ngày sau là cái bông như bên đây nè, nó sẽ nở ra được giống như bên này nha anh chị. Còn bên này nó đang nở ra rất là nhiều nè, anh chị thấy nè. Đây là hoa của cây trang cam Đài Loan ha, quá trời ra hoa luôn nè anh chị.
cây này thuần chậu nha, cây này thuần chậu thì giá nó cũng rẻ hơn chị ơi, chỉ có 180.000 một cây thôi anh chị, 180.000 một cây thuần chậu giống vậy. Vậy là bao sống cho anh chị mình chơi nhé, mình chơi bao sống luôn. Cây nào mà anh chị trồng mà nó chết thì cứ alo là em gửi cho anh chị cây khác. Cây này ở ngay vườn của em luôn ha. Em bứng nó về nè, ở những clip trước anh chị theo dõi em thường chứ anh chị có xem được đó. Em bứng về em quay cho anh chị mình xem, nó khi nào nó tỉnh sẽ quay lên báo giá cho anh chị mình đó. Giá là 180.000. Còn cái gốc của nó em quay cho anh chị mình coi sơ ha. Thì toàn bộ những cây cam Đài Loan này á là nó một cốt hết trơn nha anh chị. Cây nào nó cũng một cốt hết trơn, nó thoát thân của nó tầm khoảng cỡ 1.5 gang cho tới 2 gang ha. À, tầm cỡ 1.5 gang tới 2 gang, còn chiều cao của nó là 4 gang tay của mình nha anh chị. Tán ngang của nó cũng cỡ 4 gang tay ha. Cam Đài Loan nha anh chị. Cái dòng này thì cái thân nó suông lên giống như nè, nhìn rất là đã ha. Vì anh chị mình chơi thì mình sợ cái tàn của nó mà gió nó hiu quá, mình sợ nó gãy thì mình cặp thêm một cái tre hoặc là cái nẹp gì đó mình cặp vô thêm ha anh chị. Mình cặp vô để cho nó cứng lại ha. Giá thì chỉ có 180.000 cây thôi, anh chị thấy nụ của nó không? Quá trời nụ luôn. Bên đây cây nè, cây bên đây thì nụ còn nhỏ hơn nè. Cái nụ nhỏ giống vậy á, anh chị nào mà mình chưa có chơi trang á, mình không biết á, thì mình không có biết nó nở ra sao, nó đẹp ra sao ha. Thì ở đây em có cây mẫu cho anh chị mình xem luôn, khi nó nở ra nó giống vậy nè. Chỉ có 180.000 nè, bao ship tới nha anh chị mình luôn, là mình có một cây giống vậy rồi. Anh chị đặt hàng thì em gửi cho anh chị những cây tương tự giống vậy hết, anh chị kiểm tra hàng thoải mái ha. Cây mà nó không có nụ giống như em quay nè thì anh chị cứ trả lại cho em không có nói gì hết trơn ha. Còn cây mà em gửi mình nó nhỏ quá hay là nó xấu quá, anh chị cứ gọi lại cho em giải quyết cho anh chị mình liền ha. Cây em gửi cho anh chị mình nói chung là cây nào cũng tương đương như cây nhau hết, như nhau hết, nó còn một lô hết trơn anh chị ơi. Đó anh chị thấy nè, em lựa hai cây nó cũng hơi căng xứng nhau một chút xíu đó. Đó anh chị em thấy quay từ xa thần chậu hết trơn nha anh chị. Hẹn mà nhiều khi người ta bứng lên người ta bán nóng cho anh chị á, về mình thường lại mình không biết trồng á, mình trồng nó chết nữa. Đó, cái đó thì thường thì người ta sẽ bán giá rẻ ha, tại vì cái đó người ta chưa có tốn cái công chăm sóc, người ta chưa có dưỡng gì hết trơn, người ta bứng lên người ta bán liền. Cho nên là anh chị mình mua về trồng mình phải tốn thêm cái công chăm sóc, rồi mình không có biết cách chăm sóc á, nó không có lên đẹp được giống vậy đâu anh chị. Khi mà anh chị mua cái cây hàng bứng vậy á thì anh chị phải cắt tỉa bớt cái tàn nữa, nó không có lên được như vậy, đợi nó lên vậy thêm một thời gian nữa nha anh chị. Còn cái này ngày xưa là em đã cắt tỉa nó hết trơn rồi nè. Đó, khi mà bứng là cái nhánh nó cao khoảng gan vậy nè là em cắt hết anh chị, nên là cái tàn nó mới tròn nhỏ lại như nè. Chứ hồi trước làm bứng cây này cái tàn y như vậy nè anh chị, bây giờ khoảng 4-5 tháng rồi nó mới lên được giống vậy đó. Đây là cây trang cam Đài Loan ha. Đó. Còn anh chị nào muốn mua số nhiều thì cứ gọi điện hoặc là nhắn tin cho em qua cái số Zalo ha. Trên cái mục tiêu đời của em nó có số Zalo, anh chị cứ nhắn tin hoặc gọi điện qua cho nó dùm em số đó nha. Thì em sẽ để cho anh chị mình cái giá nó hữu nghị hơn. Nói chung thì không có cao lắm đâu anh chị. Cho anh chị nào muốn mua số nhiều qua anh chị bán lại ha. Còn ngoài ra ở đây em còn một cây trang ghép phụng hoàng cam nha anh chị. Cây này là cây phụng hoàng cam ghép nha. Đó, anh chị thấy nè, quá trời bữa nay nó lên nụ luôn rồi nè anh chị ơi. Cây này nó bị sâu ăn nha anh chị. Em xịt không có kịp, của hồn nó ăn trước anh chị ơi, nó ăn hơi nhiều. Lá nó rụng rồi thêm nó bị mẻ vậy nè, nó cạp trơn. Cái này bù cào nè chứ không phải sâu nè. Sâu với bù cào với lại ăn. Kiến thì em xịt kịp nên là nó chưa kịp rụng bông nha anh chị. Bông còn cũng tương đối là nhiều nè, chưa kịp rụng nè, đó anh chị thấy không? Thì cây này là cây ghép nha, để em quay cái gốc cho anh chị mình xem. Ở đây là cái gốc của nó nè. Cái gốc này đó là cũng là cái gốc của cây trang hồng phấn lá nhỏ nha anh chị. Cái dòng trang lá nhỏ nó sống rất là dai nên là thường người ta sẽ dùng nó để người ta làm cái gốc để người ta ghép á anh chị. Đó anh chị thấy nè, em ghép nè. Nó liền máu lại luôn nè, anh chị thấy không? Hai cái da của hai cái cây nó khác nhau hoàn toàn nha anh chị. Cái da của cái cây phôi mà cây trang hồng phấn lá nhỏ nó suông, nó thẳng, nó láng hơn ha. Còn cái da của cây phụng hoàng cam chị nhìn vô là biết liền ha, nó sần sùi hơn nè, nó nứt da hết trơn nè, nó liền mối lại luôn anh chị thấy không? Nó liền lại luôn. Cái này là người ta nhìn vô người ta đâu biết là cây này là cây ghép lên anh chị. Cây phụng hoàng cam mà ở ngoài đâu có cây mà cái gốc hoành lớn giống vậy. Cái cây mà tán cái nhánh cỡ hơn dày bự hơn vậy thì có, nhưng mà cây hoành gốc lớn cỡ hơn vậy thì chưa có đâu nha anh chị. Rồi cái dòng phụng hoàng cam này nó cũng mới đây thôi. Nè anh chị thấy nè, quăng cây đen nè, em quét ghép nó tự nó xuất ra nè nha anh chị. Em không có gắn vô làm cái gì đâu, ghép cái này nó hơn năm rồi anh chị ơi. Bên đây nữa nè, anh chị thấy nè, nó liền lại luôn rồi nè. Đó, chị thấy không, nó liền lại luôn, nhìn không biết cây ghép luôn nha anh chị. Thì hiện tại đây em đếm ở trên đây coi nó được mấy cái nhánh ghép ha. Ở đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Hiện tại trên cái cây này em ghép 8 nhánh ha. Nó lên tược lên nhánh quá trời luôn rồi nè anh chị ơi. Cái này gì anh chị ra thêm cái chậu lớn thêm chút xíu cho phân nó nhiều hơn chút xíu nữa nó lên tàn lại. Cái đợt sau cây này bông dữ lắm luôn. Thì cái em báo giá cụ thể của cái cây này luôn, thì cây này giá là 500.000. Em
bao ship cho anh chị của mình luôn ha, 500 ngàn một cây như thế này, trang ghép cũng hoàng cam nha anh chị. Clip hôm nay thì đầu tháng ngày 1 tháng 3 á, anh chị có theo dõi thì anh chị muốn mua, sau này anh chị mua hàng á, hoặc là anh chị có coi lại được cái clip này anh chị muốn mua, anh chị cứ gọi em, anh chị hỏi cái cây ở trong cái clip ngày 1 tháng 3 này nè nó còn không thì em sẽ báo cho anh chị ha. Có nhiều khi cái cây này em quay lên anh chị chưa có mua á, rồi nhiều khi 1-2 tháng sau rồi mới có anh chị khác coi được. Còn đây là cái mặt hoa của nó nè, nhiều anh chị chưa có biết cái mặt hoa của cây phụng hoàng cam thì để em quay cho anh chị mình xem ha. Hoa của nó chạy sọc giống vậy nha anh chị, màu cam cam màu vàng vàng ha, nó bị sọc sọc giống vậy nè, nhìn rất là đẹp nha anh chị. Đây là hoa của cái trang phụng hoàng cam, nhìn rất là đẹp ha anh chị thấy không. Cái hàng này hồi xưa anh chị rất là dễ bị lầm với cây trang tàu, người ta bán cây giống cho anh chị giá rất là mắc ha. Cái dòng này ngày xưa cây giống cao khoảng cỡ 2 mắt lá thôi anh chị, khoảng 1.5 năm trước á là giá 150.000 nha anh chị, giá 150.000 là cái thời điểm mà em ghép vô cái cây này nè. Ngày xưa em ghép vô một mắt như vậy là 150.000 nè anh chị, là lúc đó anh chị mình mua là dễ bị lầm, mua cây trang tàu người ta sẽ gửi cho mình là cây trang tàu chứ không phải là cây trang phụng hoàng cam, tại vì cây trang tàu cái lá nó y chang như nè, nó chỉ khác là cái lá của cây này nó dày hơn mà nó có găng cưa nè. Ở nhiều clip trước em có chia sẻ cho anh chị mình cách phân biệt rồi đó. Còn cây này ở đây thì em bao cho anh chị mình chứng ha. Nói chung cây này nó bây giờ cũng đại trà, với lại cây của em nó có bông sẵn luôn anh chị ơi. Cây này mặt hoa em quay cho anh chị xem. Còn cây này thì nó đang có nụ nè đó. Anh chị thấy cái nụ nó. Cái nụ này không thể nào mà nở lên nụ trang tàu ha. Rồi thì clip hôm nay em chia sẻ cho anh chị mấy nhiêu đó ha. Chủ yếu thì em có lô cam Đài Loan này, đang rất là đẹp nè. Đó, đang có hoa rất là đẹp luôn. Anh chị mình xem tham khảo thử, anh chị muốn mua thì cứ gọi điện qua cho em, em sẽ gửi hàng cho anh chị sớm nhất ha. Em chúc anh chị xem video vui vẻ, anh chị nào yêu thích bấm đăng ký kênh ủng hộ em nha. Rồi em xin dừng video ở đây nha anh chị.